Chào tất cả các bạn luôn nha. Hôm nay là bắt đầu đi show ếch trở lại nha các bạn. Hôm gài mình cũng có đi nhiều đêm mà, nhưng mà do lúc gài đi bắt đất gạch nước nhiều ếch nó khó bắt á, cho nên là mình không có quay video nha. Này nước hơi nhiều. Nước mà hộp xuống là trường đi. Nó đang mất tiêu luôn rồi. Đây là dính nhau mà. Thêm còn ếch đực nữa nè. Các bạn xem ếch đực ở đây nó mập nè. Ếch nó mập nó tròn vo luôn nè. Tên con này các bạn. Ếch này nó rất là dạng nè. Mình đi gần tới mà vẫn chưa hụt nha. Ếch đực cũng bự hết sức luôn nè các bạn. Bây giờ nãy sao là nghe kêu tiếng lớn lắm nha. Cái từng ngày bữa chán luôn. Sớm giờ bắt cũng cả chục con nha bạn. Hôm nay là gió nên ếch nhát quá. Ở đây là tiếp một con ếch đực nữa. Hôm nay ếch kêu nhiều mà toàn ếch đực không nha bạn. Không có ếch cái. Sớm ít ít cái sớm giờ bắt mười mấy con mà có hai ít cái nha. Cái cá thì bự á, tịt cũng gì vừa không bự không nha. Cái con này gọi thấy đi gần tới nó nhảy nha. Tại nó nằm còn bên đất khô nè. Rồi nó nhảy xuống đường mương luôn rồi. Cái này là cũng chua ăn này nha. Ôi giời, cái đường mưa nó sâu. Chắc bắt không dính rồi. Đây mình phát hiện tiếp một con nữa bạn. Lại là ếch đực nữa nha. Hôm nay là gió quá gió luôn nên ếch cái nó nhát nó không ra nè. Gió này là muốn mưa nữa nha bạn. Này sớm bắt bên khu bên kia thì nó có ra được cặp nè. Từ hồi qua tới đây tới giờ không thấy cặp nào luôn á. Còn ếch đực cũng kêu không. Mà kêu lên ra cũng bọn nó đều ếch gạo quá. Mà gọi bắt không được nè. Gà dày hết sức dày luôn. Chỉ có những con nằm ở gà thưa thưa nó bắt được nè. Các bạn nghe nó kêu không? Nhưng ếch này nó trường đi nữa bạn. Nhát quá nhát luôn nè. Mình gọi thấy là trường đi không à. Chỉ có những con nó nằm trong cục gà này nó mới không trường nữa. Đa số nằm bên ba đất đốt chấm là gọi thấy là trường đi nhầm con kiếm không được luôn nè.
sớm giờ bắt sảy cả chục con à, lại nó đi lại cái nó chuồn một cái là mất tiêu luôn, kiếm không thấy luôn. Ếch năm nay nó khó bắt hơn năm rồi dữ lắm luôn, cho nên là lúc dài đi là mình không có quay video cho các bạn xem được luôn. Đây nè bạn, mệt ếch đực này nhỏ nè, mọi điều là nó mập ở phía trước mình, nó kêu con nó đem bỏ vô cái lần bắt nè. Ếch này nữa là gọi thấy nó nhảy nè, nhảy qua tới cái lũ này. Đây nè bạn, này nó chạy trốn nè, thấy là lên trên ruộng sai mà gọi thấy nó còn nhảy nè. Như cái thời tiết mà bị gió này là ếch nó nhát dữ lắm nè, như trời lạnh nè. Lại tiếp ở đây còn ếch đực nữa, cái này nước nhiều nè, nước nhiều ở trong vắt à. Con này gọi thấy nó nằm ở đây luôn, nó không chạy nè, từ lại đến nó chạy mà nó không chạy. Lại tới sát bên mới dám mở máy quay cho bạn xem nè, để sao mở máy lên nó mất dấu liền. Ở phía trước mà nó cứ kêu hai con nữa nè, ếch này nó trường đi nữa rồi. Sớm mình gọi thấy nó nằm trên cái chùm gà này nè. Đây nè bạn, nó trường vô trốn tới trong đây luôn nè. Giờ này bắt đầu là trời lạnh nè, dạt xuống kinh hết trơn nè, nghe nó kêu hì hì luôn đó bạn. Nhưng mà kêu với kinh không nè, trên cuộn còn có mấy con à, sớm nhìn là giờ gió lạnh rung luôn. Này mới thay cặp nha bạn, sớm giờ biết lâu rồi mới ra đừng cặp rồi nha. Cái đồng này hôm nay mình bắt mà phải đừng trời gió lạnh này đã ra cặp dữ lắm luôn nha. Đồng này thì mình bắt trúng mấy vụ kiền rồi nè, cái này vụ năm nay lên thách. Ủa cặp ếch hết sức, ếch cái nó bự luôn rồi. Đây nè bạn, ếch cái chẳng ế dưới luôn. Đâu đâu được cặp, nó cá quá bự luôn. Ôi các bạn xem hết cái nè, hết cái này chắc cỡ 300 g rồi nha, cái đùi hết sức cái đùi luôn nè. Ui, ui, đùi bằng nó giọt cái mình luôn, quá đã. Lâu lâu được cặp hết sức đã nè. Nãy gọi thấy cái mắt nhỏ, tính đâu cặp ếch nhỏ mà chắc nãy tại nó nằm ngang nha, nó gọi thấy nhỏ. Này bị dùng quải cái đục mới nha các bạn, phóng vậy cũng phóng ra được. Nó cực kỳ nhỏ mà nó cái hết sức bự. Đây mình gọi thấy hai con lượt luôn nha, đây con với thằng trước thằng con đó nè. Chỗ này nước nhiều mà trong vắt nha, ếch đực cũng đỡ đỡ luôn nè.
Giờ này im im gió bắt đầu kêu lại nè. Con ở phía trước luôn nha. Quay ếch cho bạn xem cái hình về luôn nha. Hôm nay bắt được chắc cũng tầm cỡ 2 kg nha bạn. Ít được không à. Chỉ có 2 ếch cái thôi nha. Có cái rất là bự luôn nè, được khoảng tầm cả gần 20 con nha, mệt được không, có gõ cái quá hết sức bự nè, hôm nay thì đi với ông cậu mình nha, ông cậu mình không ở bên kia kinh kìa, không qua kinh này, rồi giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa nha.